Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Mời mọi người cùng nghe tiếp truyện Võ Thần Chúa Tể tập 540. Hắc sắc di tích, thâm thúy u lãnh, lại thông đạo rất nhiều, cực phức tạp. Tần Trần đám người một bên tiến lên, một bên hai bên trao đổi, dọc theo đường đi, huyết mạch thánh địa thánh nữ gia Di Nghi thẳng trong bí mật đánh giá Tần Trần, sinh lòng gợn sóng. Lúc trước Tần Trần vì cứu xuống bọn họ, không để ý nguy hiểm tánh mạng, cùng rất nhiều huyết sắc dị thú điên cuồng chém giết làm nội tâm của nàng cực xúc động. Càng làm nàng hiếu kỳ, vẫn là Cơ Như Nguyệt ba người. Thân là nữ nhân, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, Cơ Như Nguyệt ba người cùng Tần Trần quan hệ hết sức đặc thù trong người mặc đồ trắng, khuôn mặt hết sức lãnh ngạo nữ tử, cùng Tần Trần thân mật nhất, mà hai người khác, ngoài mặt cùng Tần Trần tự hồ chỉ là bằng hữu, nhưng cái loại này đôi mắt ở giữa giao lưu, so với bằng hữu lại thật nhiều cái gì, việc không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Lấy nữ nhân trực giác, rõ rệt cảm giác được Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư đối Tần Trần dường như cũng có một loại không hiểu tình cảm. Này làm nàng khó có thể tin. Đặc biệt tại biết Trần Tư Tư là Huyễn Ma Tông ma nữ, Cơ Như Nguyệt là ẩn thế thế gia Cơ gia đệ tử sau, càng làm cho gia Di Nghi liếc mắt khiếp sợ. Bất luận là U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt vẫn là Trần Tư Tư, không người nào là thiên chi kiêu nữ, thân phận địa vị đều không thua kém chi mình, là các đại thế lực nâng ở trong lòng bàn tay Minh Châu. Các nàng tại mỗi cái thế lực, người theo đuổi tuyệt đối vô số kể, như cá giết sang sông. Ba người ánh mắt cũng tất nhiên không gì sánh được cao ngạo, nhưng hôm nay vậy mà đồng thời ưa thích một thiếu niên, để cho nàng khó có thể tin đồng thời, liên tiếp nhìn Tần Trần. Không thể không nói, Tần Trần mặc dù chỉ là đến từ hạ tứ vực, nhưng thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, một đầu buông thả tóc đen, rối tung trên vai, ánh mắt thâm thúy như tinh không, nhìn kỹ lại, có một loại khôn kể mị lực. Đồng thời, Tần Trần cũng không phải cái loại này một cái nhìn qua liền hết sức tà mị tuấn giật hình, ngược lại cho người ta một loại khiêm tốn, nội liễm cảm giác, nhưng ngươi nếu thử muốn đi sâu loại trừ một người này, lập tức là có thể phát giác, người này tự như cùng một mảnh vô ngân tinh không một dạng, thâm thúy khó lường, một cái nhìn không thấy. Hắn giống như là một mảnh như vòng xoáy vậy, để cho ngươi càng tiếp xúc, càng muốn hiểu rõ, cũng thấy tôn sùng loại hình. Chứng kiến gia Di Nghi dọc theo đường đi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Trần, Nguyệt Siêu Luân khẽ thở dài một cái. Hắn biết gia Di Nghi tại huyết mạch thánh địa trong mặc dù cũng không chịu đãi kiến, nhưng trong lòng cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo, cực người thông tuệ, có rất ít có thể bị nàng xem tại mắt. Người bên trong vật. Nhưng lúc trước Tần Trần tỏa ra nguy hiểm tánh mạng cứu bọn họ, mà gia Di Nghi cũng giống như mình, đều là cái loại này tri ân đồ báo, tích thủy tri ân liền sẽ dũng tuyền tương báo người, Tần Trần sở tác sở vi tất nhiên sẽ tại gia Di Nghi trong lòng lưu lại cái bóng. Trên thực tế, Nguyệt Siêu Luân đối Tần Trần ấn tượng cực tốt. Hắn cũng không phải cái loại này bởi vì đối phương sinh ra thấp mà sẽ khinh thường kẻ khác. Trong mắt hắn, Tần Trần bất kể là đến từ hạ tứ vực cũng tốt, vẫn là vũ vực bản thổ cường giả cũng tốt, đều giống nhau. Hắn nhất nhìn trúng, còn là một cái cá nhân phẩm hạnh cùng thiên phú. Bằng không, huyết mạch thánh địa người nhiều như vậy đối gia Di Nghi không định gặp tình huống, hắn cũng sẽ không đối gia Di Nghi như vậy quan tâm. Gia Di Nghi mặc dù là huyết mạch thánh địa thánh nữ, đó là bởi vì cha nàng Cổ Huấn Ba. Cổ Huấn Ba là vũ vực huyết mạch thánh địa phó hội trưởng, thiên vũ đại lục cự phách cấp nhân vật, tính cách hết sức quái đản, nhưng người cũng không hỏng, chỉ là phong lưu thành tính, thê thiếp thành đàn. Gia Di Nghi là hắn tại một lần xuất hành trong bị một nữ tử kinh diễm, lại cùng sở sinh xuống nữ nhi, một lần kia Cổ Huấn Ba một đêm phong lưu sau, liền trực tiếp rời đi, nhưng chưa từng nghĩ đến lại sẽ lưu lại một nữ nhi. Mà Gia Di Nghi mẫu thân bởi vì có bầu trước khi lập gia đình, tại chỗ ở mình trong gia tộc nhận hết lăng nhục. Nhưng là Gia Di Nghi, nàng mặc dù đau khổ đi nữa, cũng sinh hạ Gia Di Nghi, nhưng sau đó lại khó sinh mà chết. Mất đi mẫu thân Gia Di Nghi ở gia tộc qua hết sức đáng thương, đói một bữa đói một trận, có rất ít ăn no thời điểm, nàng là dựa vào tự lực cánh sinh, mới kiên cường sống sót. Cổ Huấn Ba tuy là chưa cho Gia Di Nghi cùng nàng mẫu thân lưu lại cái gì, nhưng cho Gia Di Nghi lưu lại thuộc về mình cường đại huyết mạch, về sau Gia Di Nghi bước vào võ đạo, lại bản thân trở thành huyết mạch sư, tham gia huyết mạch sư khảo hạch thời điểm, bộc lộ ra huyết mạch chi lực, Cổ Huấn Ba mới biết mình vẫn còn có một đứa con gái như vậy, liền đem mang về huyết mạch thánh địa tổng bộ bồi dưỡng. Nhưng Cổ Huấn Ba tại vũ vực bản thân thì có một đứa con gái, tên là Cổ Di Tĩnh, từ nhỏ bị vô tận sủng ái, thiên phú cũng cực nghịch thiên, tương tự là huyết mạch thánh địa thánh nữ. Cổ Di Tĩnh mặc dù đối với Gia Di Nghi không có địch ý gì, nhưng nàng từ nhỏ là thiên chi kiêu nữ, hưởng thụ vô tận vinh hoa, cùng Gia Di Nghi tự nhiên không có tiếng nói chung. Lại thêm Gia Di Nghi tuy là được đưa tới huyết mạch thánh địa, lại hết sức thống hận cha nàng. Cổ Huấn Ba vẫn cho rằng là Cổ Huấn Ba hại chết mẫu thân nàng,
hai người phụ nữ địch ý rất nặng, cũng đưa tới Gia Di Nghi tại huyết mạch thánh địa cũng không được thích. Nhưng Gia Di Nghi vẫn là dựa vào bản thân nỗ lực, trở thành huyết mạch thánh địa thánh nữ. Nguyệt Siêu Luân đối Gia Di Nghi có chút quan tâm, nhưng hôm nay chứng kiến Gia Di Nghi liên tiếp nhìn về phía Tần Trần, hắn thì biết rõ Gia Di Nghi là đúng Tần Trần xuất hiện hiếu kỳ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn biết Gia Di Nghi thật là một hết sức quật cường người, Tần Trần hắn cũng hết sức thưởng thức, nhưng theo Tần Trần bên cạnh có ba vị như vậy kinh thế thoát tục mỹ nữ đến xem, Tần Trần tuyệt đối là một tài tử phong lưu, nếu là Gia Di Nghi thật thích Tần Trần, vậy tất nhiên gặp qua không sung sướng. Nhưng loại người tuổi trẻ này giữa sự tình, hắn tự nhiên không tiện nói gì, chẳng qua là cho Tần Trần trò chuyện với nhau. Tần Trần vô tình hay cố ý, theo Nguyệt Siêu Luân trong miệng thăm dò huyết mạch thánh địa sự tình, năm đó hắn, coi như là huyết mạch thánh địa danh dự trưởng lão, đối huyết mạch thánh địa bên trong hết sức hiểu rõ. Bất quá bây giờ huyết mạch thánh địa cùng 300 năm trước, đã biến phải hoàn toàn khác biệt, hắn thời đại kia huyết mạch thánh địa, mơ hồ có đại lục đệ nhất thế lực thế, toàn bộ huyết mạch thánh địa cường giả đều đoàn kết thành một khối thiết bản, tại hội trưởng dưới sự hướng dẫn cuộc khởi mạnh mẽ. Thậm chí 200 năm trước thời điểm, cuộc khởi mạnh mẽ Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc, y nguyên không bằng huyết mạch thánh địa thanh thế lớn. Nhưng lại tại 200 năm trước, huyết mạch thánh địa hội trưởng phó Càn Khôn lại đột nhiên thất tung, không biết hướng, huyết mạch thánh địa đầu tiên là khắp nơi tìm kiếm, lại hoàn toàn không có manh mối. Trải qua hơn 10 năm tìm kiếm sau, mọi người lúc này mới nhận phó Càn Khôn triệt để thất tung thực tế, từ đó về sau huyết mạch thánh địa lại sa vào trong hỗn loạn, các đại phó hội trưởng, theo đuổi tâm tư của mình, hai bên lục đục với nhau, huyết mạch thánh địa cũng vì vậy mà từ từ suy tàn, cũng bị Phiêu Miểu Cung siêu việt. Hôm nay huyết mạch thánh địa, tuy là vẫn là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực, nhưng bên trong lại cực hỗn loạn, chia rẽ, đã không giống năm đó vậy có thể đơn giản tả hữu đại lục thế cục. Tần Trần hiểu được những thứ này sau, không khỏi thổn thức vạn phần. Hắn chỗ thời điểm, Phó Càn Khôn cũng đã là huyết mạch. Đáng tiếc về sau, Tần Trần cuộc khởi mạnh mẽ, bàn về thanh thế thậm chí còn tại Phó Càn Khôn trên, nhưng không thể phủ nhận, Phó Càn Khôn là Tần Trần gặp qua có đủ nhất huyết mạch thiên phú người, có thể nói kinh khủng. Đồng thời, hắn và Tần Trần bất đồng, Tần Trần như nhàn vân giả hạt, nhất tâm nghiên cứu các loại luyện đan, huyết mạch, thuật luyện khí, mà Phó Càn Khôn hắn chí hướng là đem huyết mạch thánh địa chế tạo thành đại lục cao cấp nhất thế lực, hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Nào ngờ, người này lại sẽ ở 200 năm trước đột nhiên thất tung. Huyết mạch thánh địa khi đó có mấy cái suy đoán, nhưng cơ bản đều là Phó Càn Khôn bị vây vũ vực một cái cấm địa, đồng thời ngã xuống, mà chẳng bao giờ nghĩ tới Phó Càn Khôn bị người ám toán khả năng này. Dù sao lấy Phó Càn Khôn thực lực, trong thiên hạ, có thể vây giết hắn, đồng thời không lưu dấu vết nào, là căn bản chuyện không có thể. Trên thực tế, để cho Tần Trần suy nghĩ, cũng chỉ có một khả năng này, Phó Càn Khôn bực này cường giả, nếu nói là sẽ bị người vây giết, thật có chút đầm rồng hang hổ, duy nhất có thể, tựa như năm đó bản thân đồng dạng, khắp nơi lang bạc cùng loại thần cấm chi địa một loại cấm địa, kết quả ngoài ý muốn bỏ mình đi. Này làm Tần Trần thổn thức vạn phần. Hai người đón lấy nói chuyện, Tần Trần lại ngoài ý muốn phát giác, Nguyệt Siêu Luân đúng là bản thân một cái cố nhân đồ tôn. Cái kia cố nhân, năm đó cũng là huyết mạch thánh địa một tên hạch tâm trưởng lão, về sau Phó Càn Khôn thất tung sau, các đại phó hội trưởng lục đục với nhau, hắn nản lòng thoái chí, không muốn tham dự trong tranh đấu, lại triệt để chán nản xuống. Bất quá, hắn một tên đệ tử, lại nghịch thế lên, hôm nay trưởng khống huyết mạch thánh địa nhất mạch, trở thành trong mong nhân vật, mà Nguyệt Siêu Luân lại bái người nọ làm thầy. Khi Tần Trần hướng Nguyệt Siêu Luân hỏi bản thân cố nhân là lúc, Nguyệt Siêu Luân cũng không biết tình huống, hắn chỉ biết bản thân sư tổ, hơn 100 năm trước tại một lần bế tử quan sau, cũng đã mai danh ẩn tích, không có chút nào tin tức, vô cùng có khả năng, đã ngã xuống. Đây càng làm Tần Trần cảm khái, 300 năm thế sự xoay vần, mình làm năm những thứ kia cổ nhân, có thể sống được mấy người. Vù vù. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Trần trong đầu đột nhiên nhận được một đạo mơ hồ tin tức. Là Cổ Thương Võ Hoàng. Tần Trần nô dịch Cổ Thương Võ Hoàng, trong đầu hạ xuống diệt hồn ấn, cùng Cổ Thương Võ Hoàng giữa, tự nhiên có mơ hồ liên hệ, chỉ là nơi đây hết sức quỷ dị, có thể ngăn che linh hồn cảm nhận, vì vậy thẳng không cảm ứng được Cổ Thương Võ Hoàng chỗ. Hôm nay mơ hồ nhận được Cổ Thương Võ Hoàng khí tức, đủ để chứng nhận Cổ Thương Võ Hoàng liền ở phụ cận đây. Lúc trước hắn cho Cổ Thương Võ Hoàng mệnh lệnh là tìm kiếm Hiên Viên Đế Quốc người, cũng không biết Cổ Thương Võ Hoàng cuối cùng tìm được chưa. Bên này chúng ta ban nãy đã đi tìm, không bằng nhìn về bên này xem. Tần Trần vừa nói, một bên cấp tốc lướt vào bên trái một cái lối đi. Dọc theo đường đi,
hắn và Nguyệt Siêu Luân đám người khắp nơi tìm kiếm, lại tìm không được người khác vị trí, giống như là trùng đầu con ruồi một dạng. Hôm nay cảm giác được cổ thương võ hoàng chỗ, tự nhiên khó nén sắc mặt vui mừng. Lúc này trong bí mật căn cứ cảm ứng được cổ thương võ hoàng chỗ, lặng yên lướt qua đi. Này trong di tích, âm u thâm trầm, lại con đường phức tạp, tuy là mơ hồ cảm giác được cổ thương võ hoàng chỗ, nhưng tần trần nhóm vẫn là ước chừng tiêu hao mấy ngày thời gian, mới tới gần nơi này một mảnh chỗ. Liền phía trước cách đó không xa. Chỉ là đang đến gần thời điểm, tần trần ngược lại cảnh giác, hắn mơ hồ cảm giác được, phía trước có vô số khí tức tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là một người chỗ, mà như là có không ít thế lực tụ tập cùng một chỗ. Có người. Nguyệt Siêu Luân cũng đi tới, trong con ngươi toát ra một chút kinh hỉ cùng vẻ ngưng trọng. Kinh hỉ là rốt cục lại gặp được người, ngưng trọng còn lại là nơi này nguy hiểm trọng trọng, phía trước cũng không biết tình huống gì. Nguyệt Siêu Luân tiền bối, phía trước có người, chúng ta như thế cùng một chỗ, tự hồ có chút không ổn. Tần Trần dừng bước lại, đột nhiên nói. Hắn không muốn bại lộ cùng huyết mạch thánh địa quan hệ. Hả? Nguyệt Siêu Luân mắt sáng lên, phút chốc hiểu được Tần Trần dụng ý. Một khi Tần Trần theo như lời là thật, tin tức tuôn ra đến, từ mấy cái thế lực phân biệt tuôn ra, dù sao cũng hơn đám người bọn họ cùng nhau tuôn ra lại thêm làm cho người tin phục. Hơn nữa, Tần Trần tự hồ đang tránh nghi ngờ. Đã như vậy, chúng ta hãy đi trước, nếu là không có, tình huống gì, các ngươi lại tới. Nguyệt Siêu Luân nói ra, sau đó mang theo Gia Di Nghi mấy người, trong nháy mắt hướng phía trước bay vút đi. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, hai người các ngươi cùng theo qua. Tần Trần lại nói. Được. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, sau đó hơi gật đầu, hai người bọn họ đến từ chấp pháp điện, nếu là cùng Tần Trần đi cùng một chỗ, xác định sẽ đưa tới kẻ khác chú ý. Các nàng mặc dù rất muốn cùng với Tần Trần, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, nhưng căn bản nghiêm túc. Hai người vừa mới rời khỏi, Trần Tư Tư đột nhiên tới gần Tần Trần, thân thể cơ hồ cùng Tần Trần dính vào cùng nhau, như mỹ nhân như rắn diễm lệ dáng người, tản mát ra mê người khí tức. Ngươi làm cái gì? Tần Trần hồ nghi mắt nhìn Trần Tư Tư. Hiện tại hai người bọn họ đều đi, ngươi hãy thành thật nói, đến có thích ta hay không? Trần Tư Tư thổ khí như lan nói, như là bung ra một dạng, mê hoặc không gì sánh được, cả người tỏa ra nóng bỏng khí tức, mị lực vô hạn. Nếu như ngươi yêu thích ta nói, một mực nói ra, nơi này chỉ có hai chúng ta, không ai sẽ nghe được. Trần Tư Tư nóng bỏng vóc người dáng Tần Trần, môi đỏ mọng ướt át, như là một gốc cây liệt diễm hoa hồng một dạng, nhâm quân thải hiệt, nàng thật đẹp mắt to nhìn chằm chằm Tần Trần, tràn ngập kỳ đãi chi ý, phản phất chỉ cần Tần Trần nói ra hai chữ kia, liền muốn lấy thân báo đáp, rau khô liệt hỏa. Tần Trần xạ mặt lại, đẩy ra Trần Tư Tư, mắng, ê đừng làm rộn. Trần Tư Tư lại thừa thế nằm vào Tần Trần trước ngực, cả người mềm yếu không có xương, thẹn thùng không gì sánh được, khuôn mặt nàng thủy nhuận lộng lẫy, tự như cùng một viên chín mùi cây đào mật một dạng, quả ra cám dỗ trí mạng, lại thêm nàng ấy thiên sinh mị thể phát ra mị lực, liền Tần Trần đều có chút hô to ăn không tiêu, chỉ cảm thấy trong thân thể có một cổ nồng nhiệt một mạch vọt mà lên, không chỗ phát tiết. Nhưng loại thời điểm này, Tần Trần lại không bồi Trần Tư Tư chơi đùa, vừa mới chuẩn bị đưa nàng đẩy ra, đột nhiên mắt sáng lên, ngược lại đem kéo vào trong lòng ngực mình. Thế nào, lợi dụng khi nơi này không ai, không kịp chờ đợi sẽ ủy thân cùng ta. Coi như là nếu như vậy, cũng không tất vội vã như thế à. Tần Trần cười nói, tay phải leo lên Trần Tư Tư eo, bàn tay dùng sức, muốn đem nàng vân vê vào thân thể mình trong. Sách, không thể không nói, vóc người lực đàn hồi thuần chất, cảm giác không sai. Ngươi. Trần Tư Tư khí sắc phút chốc đỏ bừng, nàng cũng chỉ là cùng Tần Trần đùa giỡn một chút mà thôi, không nghĩ tới Tần Trần thật không ngờ lớn mật, vừa mới chuẩn bị tránh thoát, nào ngờ Tần Trần dùng thêm sức nữa, Trần Tư Tư ưm một tiếng, căn bản không chỗ tránh thoát. Hừ, lộ ra nguyên hình đi, kẻ khác vừa mới đi, ngươi liền không kịp chờ đợi, có tin ta hay không sau đó nói cho ngàn. Trần Tư Tư không cam chịu tỏ ra yếu kém, diễm lệ mở miệng. Tần Trần không đợi nàng nói ra Thiên Tuyết tên, vội vàng dùng ngón tay bấm lên miệng nàng môi, ngón tay chạm tới này một đôi mềm mại ướt át môi, ôn nhuyễn hương ngọc. Có người. Đồng thời, Trần Tư Tư bên tai vang lên Tần Trần âm u truyền âm. Thanh âm vừa, đúng là theo xó xỉnh truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó từ một bên trong thông đạo, đi ra một đám thiếu nam thiếu nữ. Người đầu lĩnh, người mặc cung trang, xinh đẹp tuyệt luân, cả người oanh nhiễu thất thải linh khí làm người không dám nhìn gần. Đúng là Mộ Dung Băng Vân. Mà phía sau nàng,
dĩ nhiên là Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện một đám thiên kiêu đệ tử. Hừ, một đôi cẩu nam nữ, ở loại địa phương này cư nhiên câu kết làm bậy, đúng là thấp hèn. Một tên Phiêu Miểu Cung nữ tử hừ lạnh nói ra, nàng tuổi tác không lớn, cả người lại tỏa ra kinh người khí tức, tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong mà thôi, so với một dạng hậu kỳ võ hoàng đều có thể đáng sợ. Xem này trang phục, người nọ chắc là Huyễn Ma Tông tiện nữ đi, cái khác cũng không biết là thế lực kia, không biết liêm sĩ. Đám người kia cao cao tại thượng, ánh mắt bể nghễ, mắt lé tần trần cùng Trần Tư Tư. Đây là tự nhiên, các nàng đến từ Phiêu Miểu Cung, cao quý nhất bất quá, bình thường thiên tài, căn bản không bị các nàng để vào mắt. Trần Tư Tư kinh hô một tiếng, vội vàng theo tần trần trong lòng buông ra, trên mặt mang theo hắc sắc cái khăn che mặt. Nhìn thoáng qua ở giữa, kinh diễm khuôn mặt chiếu vào mọi người tầm mắt, nhất thời làm không ít người tâm thần rung một cái. Trên đời này lại có như vậy mỹ nhân. Trong không ít thanh niên, bị Trần Tư 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 sắc hấp dẫn, con ngươi trừng một mạch, đều cơ hồ xem ngốc. Trần Tư Tư cái loại này kiều mỹ vô hạn phong tư, bất kỳ cái gì nam nhân đều không trụ được. Đối với nam nhân mà nói, Mộ Dung Băng Vân dung mạo xác định đẹp, nhưng Trần Tư Tư cái loại này mỹ, càng làm nam nhân không cầm được. Như vậy mỹ nữ tuyệt thế, lại bị một cái như vậy không biết tên nam tử cho lừa gạt tới tay, từng cái tức khắc đố kỵ không gì sánh được, tức giận công tâm, hô hấp không tự chủ được tăng thêm. Nếu như không phải có Mộ Dung Băng Vân ở đây, bọn họ hận không thể tại chỗ nhào tới, chém giết Tần Trần, đem Trần Tư Tư cho đoạt vào tay. Thiếu cung chủ, có muốn hay không thuộc hạ phế đôi cẩu nam nữ này? Một tên thanh niên cất bước ra, cả người bạo phát đáng sợ sát cơ, lạnh lùng nhìn Tần Trần, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên người có khí thế không tự chủ được phóng thích, như là như vòi rồng, tràn ngập toàn bộ thông đạo. Hắn cao cao tại thượng, tựa như một đế vương giáng thế, bể nghễ cuồn cuộn, trong mắt hắn, Trần Tư Tư loại mỹ nữ này chắc là phối hắn, lại bị cái này không biết thế lực kia đệ tử câu đáp, cực kỳ buồn cười. Không nên gây chuyện, Hồng Nhan đại nhân ở phía trước phát giác quy tắc thần thụ, há có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Mộ Dung Băng Vân ánh mắt băng lãnh, nhà nhạt mắt nhìn Tần Trần cùng Trần Tư Tư, ánh mắt bình thản, nhìn như không thấy. Đây là một loại càng cao hơn cấp độ miệt thị, nếu như nói tại hắn nam nữ trong mắt, Tần Trần cùng Trần Tư Tư hành vi bôi nhọ bọn họ làm bọn họ xem thường cùng đố kỵ nói, như vậy ở trong mắt Mộ Dung Băng Vân, Tần Trần cùng Trần Tư Tư liền loại dung dế cũng không tính, bọn họ động tác, căn bản là không có cách làm nàng trong lòng lên dù cho như vậy mảy may gợn sóng. Đây là một cái cực điểm cao ngạo người, tự cao tự đại, thiên địa vạn vật đều không bị để vào mắt, ở trong mắt nàng, chỉ có chính mình. Thiếu cung chủ xin yên tâm, một đôi cẩu nam nữ mà thôi, hỏng không bao nhiêu thời gian. Thanh niên kia cười nhạt, cao cao tại thượng, suy vừa cười vừa nói, nhìn Tần Trần ánh mắt giống như nhìn một người chết. Ngươi nếu có hứng thú nói, cứ việc lưu lại là được, bổn cung đi trước. Mộ Dung Băng Vân coi nhẹ người này, trực tiếp lướt qua Tần Trần cùng Trần Tư Tư, biến mất ở trong đường hầm. Nàng khẽ động, hắn Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện thiên kiêu tự nhiên theo sát đi, chỉ để lại thanh niên kia, khí sắc lúc trắng lúc xanh. Hắn tức giận xem Tần Trần một cái, bất chấp nói cái gì nữa, thân hình thoát một cái, vội vàng theo sát đi qua. Nguy hiểm thật. Trần Tư Tư cùng Tần Trần lúc này mới đều thở phào. Tần Trần trong lòng khẩn trương là, hắn sở dĩ để cho Nguyệt Siêu Luân đám người đi trước, ý định ban đầu là đem Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ thả ra ngoài, chỉ là bị Trần Tư Tư làm phiền mà thôi, nếu không có Trần Tư Tư cố ý cùng hắn chơi đùa, nói không chừng sẽ cùng Mộ Dung Băng Vân đám người đụng vào nhau, vấn đề liền nghiêm trọng. Này Mộ Dung Băng Vân, hết sức đáng sợ. Tần Trần âm thầm lẫm liệt, người này tu vi tuyệt đối phải tại Phong Vũ Lôi trên, cường không phải nhỏ tí tẹo. Lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù là hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng mơ tưởng lặng yên không một tiếng động tới gần, nhưng mới rồi Mộ Dung Băng Vân đang đến gần thời điểm, hắn vậy mà không có thể quá sớm phát giác, đợi đến đối phương hết sức tới gần là lúc mới xuất hiện cảm giác. Trời sinh linh thể, cùng thiên địa hòa hợp, thật đáng sợ. Ngươi có phải hay không sớm phát giác? Trần Tư Tư hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám chơi đùa, lòng còn sợ hãi. Tần Trần lúc này đem Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ thả ra ngoài, phân phó hai ma ẩn giấu ở phụ cận đây, nếu là cần hai ma thời điểm, hắn thì sẽ phát ra tin tức, đến lúc đó hai ma chỉ cần lấy dị ma tộc thân phận xuất hiện là được. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần mới mang theo Trần Tư Tư, cấp tốc về phía trước lao đi. Kiệt kiệt kiệt. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng, cùng Ma Tạp Lạp liếc nhau, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở này trong thông đạo, vô tung vô ảnh.
Tần Trần cùng Trần Tư Tư một đường bay vút, chỉ thấy lối đi phía trước càng ngày càng rộng, chỉ khoảng nửa khắc, phía trước sáng ngời, bốn phía không gian đột nhiên trống trải. Chiếu vào hắn tầm mắt là một cái cùng loại đất hang đá một dạng chỗ, phía trước là một cái thật lớn nham tương hồ nước rộng mấy vạn mét, tại giữa hồ, có một tòa đường kính vài trăm thước xích hồng sắc tinh thạch đảo nhỏ, tại đảo nhỏ trên có một cây đại thụ, thân cây một đường bạch ngọc vẽ, ở trên đỉnh, dài từng viên một dường như trong suốt một dạng hư vô trái cây, tản mát ra nồng nặc quy tắc ba động. Là quy tắc thần quả. Tần Trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Khó trách lúc trước cảm giác được nơi đây có đạo đạo quy tắc khí tức truyền lại tới, lại có lấy một gốc cây quy tắc thần thụ, toàn bộ thần thụ trên, phân bố trái cây, chi chít ít nhất. Có trên trăm mai quy tắc trái cây. Đây chính là có thể để cho đỉnh phong võ hoàng cảm ngộ quy tắc chi lực quy tắc trái cây a. Trước cho dù xuất hiện một viên, đều quý hiếm không gì sánh được, nhưng hôm nay lại thoáng cái xuất hiện trên trăm khỏa, nhiều như vậy quy tắc trái cây, có thể đắp nặng ra bao nhiêu võ đế cường giả. Một cái quy tắc trái cây, mặc dù không cách nào là một tên đỉnh phong võ hoàng trực tiếp trở thành cửu thiên vũ đế, liền như Nguyệt Siêu Luân, trước dùng hai quả quy tắc trái cây, cũng mới chỉ là tiếp cận nửa bước võ đế, nhưng này cũng không liền đại diện quy tắc trái cây không trọng yếu. Quy tắc trái cây chỗ cường đại, không tại ở hắn để cho người ta trực tiếp đột phá cửu thiên vũ đế, mà ở tại có thể để cho một tên đỉnh phong võ hoàng nắm giữ bộ phận quy tắc chi lực. Phải biết, thiên vũ đại lục võ hoàng cường giả sở dĩ rất khó đột phá đến võ đế, cũng là bởi vì thủy chung không cách nào chạm tới một chút quy tắc chi lực, cảm ngộ chân chính quy tắc mà thôi. Mà một tên đỉnh phong võ hoàng, chỉ cần dùng quy tắc trái cây, dĩ nhiên là có thể chạm tới một chút quy tắc bản nguyên lực, cho dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, trong mấy chục năm, cũng chừng mấy thành tỷ lệ đột phá trở thành võ đế cường giả. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.